Xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Thì video này thì nói chung là một cái dấu mốc để kênh của em phát triển. Thì bây giờ nói chung là các bác đạt 20.000 người đăng ký rồi. Thì cũng muốn làm một cái gì đó ở trên kênh, gọi là một cái lưu lại kỷ niệm. Thì đây các bác ạ, các bác nhìn này chắc chưa biết là cái gì đâu đúng không? Để bóc ra cho các bác. Chờ em tí. Nói chung là để làm một cái kỷ niệm, một món quà ở trên kênh. Đó là một cái mốc. Vì những cái kênh anh em chia sẻ chim cò em chào máu thứ ấy, thì thực ra thì cái số lượng ở trên YouTube ấy thì nó ít, nó không có nhiều đâu các bạn. Nên cũng muốn làm cái gì đó ấy. Đây, trước mắt các bác đây là, ôi chết rồi, vỡ rồi các bạn. Thôi được rồi, thôi được. Cái này bảo nhà xe giữ lại rồi, giữ cẩn thận rồi nhưng mà vỡ rồi, nhưng mà chắc là em phải đi ép kính khác, cắt kính khác mới được các bạn. Đây em có đặt một cái bức vẽ các bạn ạ, vỡ rồi. Thôi tiếp đi. Nhưng mà về chắc là phải em đi thay kính mới được các bạn. Thay kính đi. Đây em có đặt một bức vẽ nhá. Như hôm nọ em có một làm một cái video ấy, video kích chim mái kích ấy, thì rất là nhiều anh em bảo là thằng này Ly lấy ảnh của người khác về làm gọi là gì nhỉ? Về làm của riêng mình. Thực ra thì không phải đâu các bạn nhá. Cái này trực tiếp em mua, đã trao đổi với bạn đấy. Thì hôm nay mới về đấy ạ. Rồi hôm trước bảo là gửi bên em có một nhờ một bạn ở bên Cầu Giấy gửi, tức là đi lấy và gửi hộ. Nhưng mà nói chung là hơi tiếc một chút. Cái này nói chung là không ảnh hưởng đến cái bức vẽ này. Đây. Bức vẽ này nói chung là có hồn cực kỳ luôn. Rất là nhiều bức vẽ của bạn đấy em cũng để ý rồi. Thì bạn đấy nhiều khi con chim nó lố quá. Như cái này nhá, đúng vừa bụng cái con trà mào mà ở ngoài đời thực luôn các bạn. Đúng con trà mào như thế nào thì vào cái bức vẽ này nó y hệt như thế luôn, cho các bác xem này. Đấy. Với cả một cái tiêu chí nữa là em rất thích này. Đối với những cái anh em nào mà hay thích kiểu sưu tầm chim ấy, thì nếu mà để bắt bóng bộ, dáng bộ con này thì cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá, miêu tả cho các bác xem này. Đợt tới này cũng cho ai chữ đẹp thì ghi ở đây là kỷ niệm 20.000 người đăng ký. Bởi vì bình thường ấy trên YouTube ấy thì họ có nút bạc này, nút bạc thì phải 100.000 người đăng ký, thì chắc cái đấy thì cố gắng phấn đấu thôi các bác ạ. Cứ làm thôi, đến đâu thì đến. Còn như này này, em bảo các bác nhá, cái tiêu chí của chọn chim luôn ấy. Bởi vì sao em thích cái bức vẽ này nhất này các bác này, mào này, gốc mào cực kỳ dày luôn nhá, để ý các bác này, gốc mào cực kỳ dày đây này. Bởi vì thường thường ấy, em miêu tả với các bác ấy thì không trực tiếp cầm con chim ra mà để miêu tả cho các bác đâu. Thì các bác để ý giúp em này, ở cái video này em phân tích luôn cho các bác để các bác hiểu thế nào là một con chim nó đẹp. Đây, gốc mào cực kỳ dày nhá, thường hay mào hay đổ lân và mào linh đẹp, mỏ cực kỳ mỏng này, mắt này, mắt con chim cực kỳ dữ nhá. Cái đầu này là đầu to nhá các bác nhá, đầu to liền với cái bộ thân này này, hai yếm này cực kỳ đẹp này, hai yếm này, yếm này cân đậm. Với cả con chim này là con chim người trường chim. Trường chim là gì đối với các bác nhá? Bình thường so sánh cái bộ con chim trà mào ấy, đầu này, từ cổ cho đến cái phần phao câu này này, cảm giác nó dài hơn. Bình thường mà con chim nó ngắn đến đây ấy, cảm giác con chim nó không cân đối. Đấy, cái định mức của em là như thế. Phao câu nở này, chân già này, đấy, hai cánh này, dài này, đuôi cánh này, bản đuôi đây này các bác này. Đó, chia sẻ với các bác. Hầu cũng được này. Đấy, những cái tiêu chí đấy các bác để ý nhá. Khi mà chọn một con chim trà mào ấy, thực ra nó không, nó gọi là tổng, không tổng hợp được hết tất cả gọi là những thứ đẹp tồn tại trên một con chim đâu. Nói chung là sẽ có cái này cái kia, được cái này sẽ mất cái kia. Ví dụ như là vì con chim được chất giọng nhưng mà lại sẽ không được ví dụ toàn bộ móng bộ, hoặc là không được cái nết chơi. Đối với những con chim mà các bác tuyển theo cái tiêu chí của em vừa mới lựa chọn, tức là có tất cả 1 này, 2, 3, 4, 5, 6,
ví dụ có tầm độ khoảng độ 6-7 tiêu chí như thế này mà con chim của bác đang lựa chọn ấy, nó đạt được 4 cái tiêu chí chuẩn nhất rồi, 4 cái tiêu chí chuẩn rồi ấy, thì bác nên bắt những cái con chim đấy về gột và để chơi. Đó, về gột là và để chơi, khuyên các bác như thế. Còn không bao giờ mà bắt zin zin được tất cả mà con chim bóng bộ cực kỳ đẹp như thế. Đối với anh em chơi chảo mào trên cả nước ấy, thì nói chung là có sẽ có người sở hữu, nhưng mà sở hữu bằng rất là nhiều tiền luôn các bác ạ. Con chim đẹp đấy không đến lượt tay các bác đâu, kể cả không đến lượt tay em chia sẻ với các bác như thế. Anh chị em chơi bình dân thôi các bác, cảm giác mà các bác chơi ví dụ như là chơi theo cái định mức mà cái giới hạn của bản thân mình có thôi. Bình thường ấy, như em chia sẻ rồi các bạn, mình đi chơi ấy, bình thường ấy, đối với con chim mình chọn một cái sân chơi nào phù hợp với con chim. Chứ bình thường con chim mình đang chơi nhàng nhàng cà phê cà pháo ở trong trong khu vực của mình thôi, mà các bác đùng một cái các bác muốn đi thi thố mà thấy chim họ tốt họ ổn mà muốn đi thi thố ấy, các bác phải lựa chọn một cái sân chơi nó hợp lý. Bởi vì sao, khi mà con chim nó đã di chuyển đi đường xa này là một này, với cả lạ nước lạ cái nó còn nhiều cái vấn đề. Cảm giác mà con chim của mình nó đủ lực mà nó chơi tốt ấy, thì anh em hãy đi chơi. Còn không bình thường thì chỉ mất tiền, nói chung là mất tiền ngu thôi các bạn. Còn không một cái nữa thì chỉ đi giao lưu với anh em khác. Đấy, chia sẻ với các bác đấy. Thì nói chung là kênh cũng đạt 20.000 người đăng ký rồi. Có một cái để gọi là làm dấu ấn này. Và cũng sau cái video này cũng lại muốn làm để cho anh em một cái chương trình mini game nho nhỏ, để gọi là cảm ơn những anh em nào mà đã luôn ủng hộ từ những cái video đầu tay của em đấy. Bởi vì những cái video đầu ấy thì từ quãng độ hơn 1 năm trước rồi các bạn. Video đầu tay này, những video đi bẫy này, đi tuyển chim này, và những con chim đẹp mà trên kênh bán cho ấy các bạn ạ. Đấy, những cái video đấy. Còn một số anh em ấy nói chung là không bằng lòng được hết của ai đâu. Ví dụ như là các bác ấy, các bác mà không thích hay là gì ấy, các bác có thể chuyển qua kênh khác các bác xem. Hoặc là rất là nhiều anh em xem rất là lịch sự, các bác đã chia sẻ luôn, người ta xem thôi, thích hay không thích người ta cũng không thèm bình luận hay là gì. Người ta thích cái nào người ta thích thì người ta ok, người ta ghi nhận trong đầu, cái nào không thích người ta bỏ ra ngoài tai, thế thôi, đơn giản. Nhưng anh em chỉ, nhiều anh em nó chỉ cào phím ở trên cộng đồng mạng, trên xã hội này thôi. Nói thật là như thế, ra nhìn như thế thì biết cái tính cách của mỗi người rồi, chứ không phải để mà nói đấy các bác ạ. Cái thành phần đấy là thành phần trẻ trâu, khẳng định với các bác luôn là đối với những anh em đó ấy, mà những cái bạn đó ấy, đợt sau cái video này em sẽ làm một cái mini game nho nhỏ, và những cái bạn đấy không có trong cái danh sách của em đâu, kể cả trúng giải em khẳng định với các bác luôn, có tham gia trò chơi trúng giải, bởi vì em đã có một list danh sách rồi. Những cái bạn nào hay comment tiêu cực, khẳng định với các bác luôn là không có chuyện, kể cả chơi game không có chuyện là bao giờ trúng giải em không ghi nhận đâu. Còn ghi nhận những cái anh em mà đây này, như không nói đâu xa, các bác để ý những cái video của em, cái anh Nghĩa Trần ấy, đơn giản thôi, anh xem chỉ vào chào đúng một câu, video nào cũng chào, các bác cứ để ý xem video nào anh Nghĩa Trần anh cũng chào luôn đấy. Người ta comment tiêu cực như thế, comment tích cực, xin lỗi các bác nhá, comment tích cực như thế thì có lợi lộc gì đâu các bác này, các bác có mất cái gì đâu, đơn giản là thế thôi. Thôi nói chung là video này cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn 20.000 người đã đăng ký và ủng hộ em trong cái quá trình mà chia sẻ cũng như là tuyển chim các thứ cho anh em. Có một cái bức ảnh để kỷ niệm, và sẽ có một cái video để cho anh em tham gia cái trò chơi. Và nói luôn, đối với những anh em comment tiêu cực ấy, thì em đã có danh sách rồi, các bác đừng có mất thời gian để mà comment vào mà hy vọng lấy cái giải đấy đâu. Khẳng định với các bạn đấy như thế. Bởi vì em đã có một cái danh sách rồi, em ghi ra, em chụp ảnh đàng hoàng rồi. Bây giờ chỉ cần so sánh lên thôi là biết ai với ai thôi. Đó. Thôi nhá. Nói chung là cái video này em vừa đi nhận về sáng sớm thôi. Cũng chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, thành công trong cuộc sống. Rồi, bye bye các bác nhá. Hẹn các bác ở những cái video tiếp theo cũng như mini game tiếp theo nhá các bác nhá. Bye bye.